Thời điểm cận Tết Nguyên đán 2022, thị trường cây cảnh trở nên nhộn nhịp. Đặc biệt, trong những năm gần đây, người dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã trồng thành công cây đu đủ bonsai với tán lá rộng, nặng trĩu quả. Giá thành từ 2 đến 4 triệu đồng mỗi cây, song rất thu hút khách đến mua. Vườn cây cảnh nhà ông Nguyễn Văn Thêu, 59 tuổi, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã trồng thành công hàng trăm chậu cây đu đủ bonsai với nhiều thế khác nhau, đang chờ đưa ra thị trường phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Ông Thêu cho biết, việc trồng cây đu đủ bonsai rất khó vì đặc tính hay bị mọt gốc và vàng lá nên khả năng thành công là rất thấp. Chăm sóc thì nó là vất vả hơn cả các loại cây khác. Bởi vì cái đặc tính của nó là cây này nó hay bị hủy, nó khó thành công lắm. Đấy. Cho nên là tỷ lệ làm để đạt thì nó chỉ được 40%, còn đâu là không đạt mấy. Vì cái dòng này là những người ta đã biết chơi thì người ta năm nào người ta cũng thích. Đấy, nó như thế. Dù còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán 2022, song rất nhiều khách hàng đã đến mua và đặt hàng trước. Những cây đu đủ bonsai nặng trĩu quả với giá tiền triệu đang chờ khách rước về chơi Tết 2022. Được biết, khi đánh cây vào chậu vẫn phải chăm sóc đặc biệt, tưới nước đầy đủ, làm sao cho cây vừa đủ độ ẩm, như vậy quả ra đúng vụ, lá xanh tốt. Tất cả những giống cây đu đủ bonsai được nhà vườn chọn lọc kỹ và trước khi trồng phải lựa đất. Khi lớn lên, những cây đu đủ bonsai phải cắt tỉa uốn rất tỉ mỉ. Một số chủ nhà vườn cho biết, cây đu đủ bonsai đẹp phải hội tụ nhiều yếu tố như thế cây đẹp, đủ hoa nở, quả to và đều, lá xanh đẹp và có lá lộc. Một số người quan niệm, cây đu đủ thể hiện cuộc sống đủ đầy, bền vững, không thừa cũng chẳng thiếu. Chính vì thế, cây đu đủ bonsai được chọn về để trong nhà hoặc để làm quà biếu trong dịp Tết những năm gần đây.